xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế ha. À, ngay từ trong cái tiêu đề là anh em cũng có thể biết được là hôm nay cái nhân vật chính của chúng ta là cái gì. Đây là cái chiếc Sony ZV-E1 đàn anh của Sony ZV-E10 nhưng mà nó lấy mỗi thứ một ít của những cái con cao cấp. Ví dụ như là nó lấy một cái cảm biến 12 megapixel của cái chiếc A7S Mark 3 hoặc là nó lấy cái bộ xử lý của cái con A7R Mark 5 và bên cạnh đó là một cái thân hình của những cái chiếc e 10 hoặc là cái chiếc A7C mà bỏ đi cái IVF ha à, một cái chiếc máy mà được gọi là Full Frame Vlog mình khá là thích cái chiếc máy này nhưng mà nó cũng không có quá nhiều để anh em đang sử dụng A7C có thể nâng cấp lên cái sản phẩm này mình nghĩ là không có quá nhiều lý do đâu đầu tiên về phần ngoại hình ha, mình đang để cái hướng như thế này để anh em thấy được là cái chiều dài của nó nó dài hơn ZVE 11 một chút cũng như là dài hơn những cái dòng A 7 hoặc là A sáu series trước đây và cũng có thể thấy nó đã được lược bỏ đi cái phần EVF ở đằng sau bên cạnh đó sẽ có một cái nút chuyển đổi giữa ba cái chế độ là quay chụp cũng như là S&Q hoặc cái phần móc dây đeo đó, mình không thấy cái nút tam giác giống như truyền thống của Sony ở đằng sau á vẫn là những cái nút function bình thường bốn cái phần điều hướng cũng như là vòng bánh xe cái nút C1 C2 C1 thì nằm trên này nó cũng khá là cơ bản ha cái điều mà làm cho cái chiếc máy này nó giảm cái mức giá thành xuống tại vì mình thấy khá là nhiều anh em so sánh nó với cái chiếc SX3 hơn là anh em sẽ so nó với A7C hoặc là e 10 nguyên nhân á là vì nó không có cái quản lý nhiệt heat management á với lại cái phần thiết kế hoàn thiện của nó nó không cao cấp được giống như SX3 anh em có thể thấy là cái phần bán cầm này truyền thống của dòng sản phẩm ZV tức là nó vẫn là nhựa tái chế và ở trên phần bán cầm này nó được đục các lỗ nhỏ li ti hoặc là cái màu sơn đen tùy không có long lanh và nó cũng không cho lại cảm giác kim loại giống như là ở trên FX3. Tại vì ở trên FX3 cái phần bán cầm này nó cũng được bọc da luôn, nó cao cấp hơn rất là nhiều. Và mình thích cái cảm giác cầm của FX3 hơn. Còn về cái cổng kết nối ở bên hông này chỉ có một cái khe thẻ SD cũng như có một cái cổng micro HDMI một cái cổng 3.5 cũng như là một cái cổng C để anh em có thể sạc hay là làm những cái vấn đề liên quan ví dụ như cập nhật phần mềm với nó thì chính vì nó chỉ có một cái cổng SD duy nhất cho nên là rất là bất lợi đối với những anh em mà chuyên quay hay là chuyên chụp nhiều thì nếu như anh em chuyên quay thì anh em biết rồi một cái cổng SD dường như là không đủ trong những buổi livestream có những cái suốt video rất là dài còn ở phía bên dưới cũng rất là quen thuộc với các thiết kế của Sony ha. ở đây có một cái vòng để chúng ta có thể lắp cái tripod vào cũng như là ở đây á, là viên pin FZ100 rất là truyền thống của Sony nhưng mà cái viên pin này đó nó đang bị một cái vấn đề mà rất là nhiều anh em reviewer nước ngoài than phiền đó là nó bị quá nhiệt à, nhưng mà cũng không phải là lỗi từ viên pin cái lỗi là nó nằm ở vấn đề chiếc máy này nó thu thiệt so với cái chiếc FS3 ở heat management nó cái quản lý nhiệt mà lúc nãy mình đã có chia sẻ rất là nhiều người dùng họ than phiền rằng là chiếc máy này khi mà quay 4K 30 frame á, thì nó bị nóng quá là nhanh và nó sẽ tự tắt hoặc là nó không cho quay nữa thì đó là một cái vấn đề mà mình nghĩ là Sony sẽ cần phải cập nhật bởi vì á, có rất là nhiều tin đồn rằng tháng 6 tới đây á, thì Sony sẽ cho cái chiếc máy này được nâng cấp lên là 4K 120p thì vào cái thời điểm đó nếu mà đang ở 4K 30p hoặc là 4K 60p đã bị quá nhiệt như vậy thì 4K 120p không biết là nó sẽ còn bị vấn đề gì phát sinh nữa hay không Bây giờ thì mình sẽ khởi động máy. Cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn nói, mình rất là thích cái phần giao diện của nó. Anh em có thể thấy, bây giờ mình có thể vuốt từ hai bên để những cái menu nó trượt qua trượt lại ha hoặc là khi mà mình sử dụng những cái lens ví dụ như lens G ở đây của Sony ấy, thì mình chỉ cần xoay sang auto ở cái phần khẩu độ cũng cho mình chỉnh rất là trực quan và rất là dễ dàng hơn ha à, mình hy vọng là Sony vẫn sẽ duy trì những cái đặc điểm này ở trên những cái sản phẩm theo, tiếp theo kể cả dòng A7 lớn hoặc là những chiếc máy mà chuyên để quay như thế này Còn về những cái phần tính năng nếu như mà anh em có theo dõi chiếc chiếc máy này khi mà những cái reviewer nước ngoài họ nhận xét á thì đây là một cái tổng hòa của những chiếc máy cao cấp của Sony. Nó có một cái cảm biến của A7S3 cũng như là một cái thân hình nhỏ gọn như là A7C ha. Còn đối với mình sẽ là một cái sự dung hòa những cái đặc điểm nổi trội nhất A7S3 cũng như là chiếc FS3. Nó sẽ có cái bản chất màu sắc chất lượng hình ảnh cũng như là khả năng cho lại những cái video giống như A7S 3 nhưng mà bên cạnh đó nó cũng không thua thiệt quá nhiều so với FS3 như mình đã nói ở đầu video thì nó không có cái EVF còn lại thì những preset look hay là những cái bản cập nhật firmware mới của FS3 á, thì cái con ZVE1 này nó cũng đều có đầy đủ bên cạnh đó thì mình thấy có một tính năng nữa mà rất là nhiều anh em quan tâm đó là đùa iso thì cái con máy này nó có khả năng đùa iso từ 640 cho tới 12.800 hơn rất là thuận tiện để cho anh em khi mà anh em quan trọng những cái vấn đề khử nhiễu Ngoài ra khi anh em mua máy ở thị trường nước ngoài á, mặc dù không được tích hợp cái mic rời cầm tay á giống như ở trên FX3 ha, nhưng mà Sony ZV-E1 này thì anh em cũng có một cái mic uh, nó nằm ngay ở vị trí này giống như là ZV-E10 cũng rất là thuận tiện để anh em quay phim. Bên cạnh đó thì nó còn có một cái phụ kiện nữa để mình lắp vào cho anh em anh em có thể chọn thu tiếng ở phía trước hoặc là phía sau hoặc là để chế độ auto á nó rất là thuận tiện để anh em ví dụ khi quay một cái suốt video ha người đang đứng ở phía trước xong họ nói chuyện và họ cứ vậy họ di chuyển ra phía đằng sau á thì cái tiếng ở đằng sau cũng vẫn có thể thu được mặc dù họ không lên hình hoặc là anh em cứ để chế độ auto thôi tiếp theo là tới cái khả năng bắt nét của cái con máy này thì mình thấy nó rất là giống so với cái A7R Max 5 tức là nó sẽ có rất là nhiều chủ thể để bắt nét tracking vào á từ chim từ người từ xe cộ từ tất cả mọi thứ anh em đều có thể custom anh em có thể chọn được và riêng đối với chủ thể người ha không chỉ là đầu không chỉ là mắt mà anh em còn có thể nhận dạng bất kỳ các bộ phận nào ở trên cơ thể tay chân thân mình hoặc là anh em quay một cái người từ phía sau đi chăng nữa thì họ cũng có thể được nhận dạng ở cái phần phía sau gáy hoặc là là từ cổ, từ rất là nhiều cái bộ phận khác nhau chỉ cần là nó nhìn nhận ra được đó là một cái con người thì nó sẽ tự động tracking và bắt nét vào cái chủ thể đó Bây giờ thì mình sẽ nói tới một cái tính năng nữa mà mình cảm thấy là thích nhất ở trên cái chiếc máy này, đó là cái tính năng Clear Image Zoom, nôm na thì anh em sẽ zoom số lên 1,5 lần mà không bị mất chất lượng hình ảnh à, đối với một số máy ha, khi mà sử dụng cái tính năng này á, mà nó tự tự như là clear image zoom của Sony á, thì nó sẽ bị mất uh, 4K hoặc là uh, mất tracking hoặc là nó bị ao nét như thế nào đó nhưng mà uh, ở trên đây thì anh em có thể thấy đây là một cái vòng zoom trên cái Sony ZV-E1 này thì anh em sử dụng cái tính năng này mình đang lắp một cái chiếc 24 f2.8 nôm na bây giờ anh em sẽ có một cái lens 24 36 F2.8 và anh em quay nó mà không bị mất nhận diện chủ thể, không bị ao nét, vẫn quay được ở cái chế độ 4K bình thường và không có bị cái gì hết. Thì đây là một trong những cái tính năng mà mình nghĩ vô cùng quan trọng cho những anh em mà làm sáng tạo nội dung hoặc là quay TikTok hoặc là solo content creator ở trên YouTube ha, rất là tuyệt vời. Ngoài ra cũng được đánh giá là một trong những con máy full frame có khả năng quay video chống rung tốt nhất ở thời điểm hiện tại và nó có một cái tính năng nữa là framing stabilization thì anh em có thể hiểu có thể tùy chỉnh được là chủ thể nó nằm ở đâu trong khung hình hoặc là nó có một cái chế độ mặc định là chủ thể nó nằm ở center khung hình chính giữa khung hình đó thì khi anh em có quay như thế nào, có di chuyển như thế nào thì chủ thể nó nhận diện được chủ thể đó và nó luôn luôn đặt chủ thể ở phần chính giữa của cái khung hình đó. Chưa hết thì chúng ta sẽ còn có một vài cái tính năng nữa ví dụ như là cinematic vlog à, uh, nôm na đó là viền kênh đen dưới nó sẽ biến thành màu đen hết để anh em có thể quay nó dạng giống như những cái bộ phim điện ảnh uh, 21 9 này nọ đó thì đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc e 1 Thì anh em xem cái video trên tay này của mình Anh em xem những sản phẩm demo của mình Cũng có thể thấy được con máy này nó thật sự rất là tuyệt vời Nhưng mà đối với những anh em nào đang xài A7C hoặc là những anh em nào đã xài FX3 rồi hoặc là anh em đang xài A7S3 mình nghĩ là anh em cũng không cần quan tâm chiếc máy này làm gì cả Sony ra cái con sản phẩm này để đánh vào những cái phân khúc anh em muốn quay phim chuyên nghiệp nhưng mà chưa có những cái sản phẩm tương tự những cái tính năng tương tự giống như nó để họ phủ đều cái giải phân khúc của nó thì Dobson đang đưa cho mình một cái mức giá tham khảo của Sony chính hãng Việt Nam là khoảng 53 triệu mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn đáng cân nhắc đối với anh em nào muốn nâng cấp cái sản phẩm để cho cái chất lượng video của mình tốt hơn. Còn những anh em chụp thì nên bỏ qua cái sản phẩm này luôn. Cái video cũng đã dài và mình cũng chỉ có thể mượn được máy trong vòng 2 ngày để test và cũng như là để chia sẻ với anh em thôi. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.